sinh ra để trở thành một kiện tướng thể thao quê nhà. Mẹ anh là vận động viên cầu lông, còn cha là huấn luyện viên bóng đá. Với cái nôi truyền thống gia đình, cậu đã mê thể thao từ nhỏ. Rút chào đời chưa đầy 2 tháng sau khi bức tường Berlin sụp đổ. Khác với những đứa trẻ khó khăn đến với bóng đá là do cha bắt buộc, cậu nghịch ngợm và khó dạy bảo, được nuôi nấng như hoàng tử suốt. Giáo viên chủ nhiệm thường than phiền, học lực của cậu luôn xếp hạng dưới, thường đến lớp muộn hoặc cúp học, quần áo lúc nào cũng bẩn thỉu và rách rưới. Những chiến tích trong trường học là lời than phiền của thầy cô. Cậu đến trường chủ yếu chơi đá banh nên không quan trọng với những con điểm số. Quả bóng như có một sự mê hoặc toàn bộ tâm trí cậu dồn về nơi đó. Bóng đá chuyên nghiệp là thứ cậu nhắm đến, sau này nhất định là mình phải chơi nó. Tony Rook mới bắt đầu tỏa sáng khi vô tình là hợp đồng cho mượn. Những thành tích mà anh đã để lại vô tình sau này trở thành sức ảnh hưởng, thay đổi lối chơi hệ thống của Hùng Sám lẫn đội tuyển Đức. Những chiến binh quả cảm từ cậu bé lười học của ngày hôm ấy đến siêu sao thế giới, mọi thứ được bảo đảm. Kỹ năng nhất là khả năng kiểm soát phân phối bóng, là ông chủ thật sự ở tuyến giữa dẫn dắt lối chơi để đồng đội tấn công. Nếu Xavi là ông hoàng khu trung tuyến thì Tony Rook là người kế thừa nó. Giống từ phong cách cho đến lối chơi bóng, anh luôn thể hiện rõ ràng trên sân cỏ. Tony Rook là một phần của Real, chiến thuật Zidane thì anh đều nắm rõ. Những thành tích sau này của Zidane đạt hiệu quả cao hơn chắc chắn cũng nhờ đó. Cả Tony Rook và Xavi, cả hai đều chơi thứ bóng đá giản dị, đều hoạt động rộng ở khu trung tuyến, khởi tạo tấn công, khai thông những đường bí. Anh tận tụy bền bỉ và khôn ngoan, có tầm nhìn sắc sảo cho mọi đường lên bóng, có đôi chân và cái đầu nhẹ bén hóa giải lối chơi đối thủ cách nhanh chóng. Nếu Xavi có đường chuyền sát thủ cùng với lối chơi là Tiki Taka thì Tony Rook có đường chuyền chính xác, đưa bóng đến đồng đội ở một cự ly xa. Thành công Rook ở Real hiện tại là nhờ thất bại từ 3 giây hồi đó. Nếu người khác thích lối chơi bóng đơn giản thì đối với anh đó là điều rất khó. Được mệnh danh là bộ não của Real, ra sân thi đấu anh cực kỳ công hiến, treo bóng vào trong từ ở khu trung tuyến để Ronaldo thực hiện pha không chiến.